Hello, xin chào các bạn, mình là Cá Tầm Nuôi Cảnh đây. Hiện hôm nay rất là nhiều bạn đang đòi hỏi và tìm hiểu về chương trình Con Cá Tầm Nuôi Cảnh. Thì hôm nay mình cũng quay trực tiếp luôn cho anh em để hiểu thêm về thế nào là con cá tầm nuôi cảnh. Hiện nay cá trong hồ của mình đó là con Russia Diamond, anh em hay gọi là cá tầm Nga đó à. Thì đặc tính con cá tầm là nó là tầng đáy. Riêng hồ của anh em có rất là nhiều cá ở các tầng trên, tầng giữa. Thì con cá tầm là mốt trời mới, nó là con cá ở tầng đáy. Nó là họ cá mập đó các bạn. Hiện nay miệng dưới ăn thì cũng giống như con cá mập. Nhưng đừng tưởng là cá mập nha, nó rất là hiền, nó không có răng. Nó chỉ có hút thức ăn thôi. Đó, thì anh em hay quan tâm là tại sao cá nước lạnh mà lại ở nhiệt độ ấm. Bởi vì nó đã được thuần từ nhỏ rồi. Thì hiện nay là hồ của mình các bạn thấy không, trời nắng. Và để coi, mình coi cái đo độ của mình nó rơi vô 32, 33, 35 tùy theo thời điểm. Đó, thì con cá tầm nó rất là hiền các bạn ạ. Hiện nay thì mình cũng có chương trình khuyến mãi, giá rất là bèo luôn. 1 triệu là một cặp nha các bạn, rất đơn giản. Đó, thì con cá nó ăn cũng rất là hiền. Cám của mình là cám chìm mà đặc biệt là nhập từ Hà Lan về. Nên cái lượng đạm nó rất là cao. Người ta dùng để cho trứng cá caviar đó các bạn. Đó thì bây giờ các bạn coi con cá nó ăn như thế nào nha. Hiện nay con cá nó ăn như thế nào nha. Các bạn sẽ tới để coi là nó ăn như thế nào ha. Các bạn không cần phải lo về cá nước lạnh hay là oxy, nhiệt độ gì. Nó chỉ có đơn giản thế thôi. Oxy cao một chút vì nó là đặc tính sống tầng đáy, nó cần thở nhiều. Nó cũng như cá coi các bạn à. Rồi đó, nhiệt độ thì là 32, 33. Đó, thì khi cá ăn thì cũng rất là nhẹ nhàng. Đó, nó ăn tầng đáy nó sẽ đi tìm. Đó, nó lựa ở dưới đáy nè. Đó các bạn, ok ha. Rồi, đây là mốt chơi của nước ngoài đó các bạn. Mình cũng bắt chước và mình cũng đã thành công công việc là thuần con cá tầm cảnh về cho các bạn chơi. Thì hiện nay chương trình của mình vẫn còn khuyến mãi nha các bạn. Rất là cảm ơn anh em rất là nhiều ủng hộ. Cảm ơn rất nhiều.